Phân tích kinh tế vĩ mô ứng dụng trong đầu tư MAI là chương trình theo chuẩn phân tích của các quỹ đầu tư, ngân hàng đầu tư lớn trên thế giới. Trong chương trình MAI, học viên sẽ thực hành các phương pháp phân tích kinh tế vĩ mô với các công cụ thống kê và phân tích dữ liệu toàn diện từ thực tế của nền kinh tế Việt Nam và thế giới. Học viên sẽ được đào tạo trực tiếp bởi các chuyên gia, giảng viên giàu kinh nghiệm thực tiễn và nền tảng kiến thức theo chuẩn các quỹ đầu tư quốc tế. thưa các bạn chủ đề của chúng tôi ngày hôm nay là bạn có thể đầu tư vào những loại tài sản nào đấy. và với anh nguyễn minh tuấn là người mà trực tiếp đã là cố vấn cho rất nhiều khách hàng có nhiều tài sản trong cái việc là quản lý gia sản hay chúng tôi gọi tiếng anh gọi là wealth management đấy thì thưa anh tuấn chúng ta có thể chia thành những nhóm tài sản như thế nào vâng trong đầu tư đặc biệt là trong quản lý gia sản thì cái nguyên tắc đầu tiên chúng ta phải biết đúng đó là chúng ta đầu tư đa lớp tài sản cái từ này thì khi mà chúng ta nói thì mọi người hơi e ngại một chút tại vì cái từ nó có thể hơi hơi khó hiểu nhưng mà để dễ hiểu hơn thì chúng ta cứ có năm cái lớp tài sản truyền thống và một cái lớp tài sản mới thì tôi có thể liệt kê ở đây ví dụ như là đầu tiên thì tôi sẽ xếp theo cái mức độ rủi ro đầu tiên đó chính là tiền mặt Uh, hoặc là tiền gửi ngân hàng là cái lớp mà cái rủi uh, ro đang được coi nó là thấp nhất. Sau đó thì chúng ta sẽ có một cái lớp nữa đó là lớp vàng vật chất uh, hoặc là những cái ngoại tệ mà chúng ta có thể uh, mua bán. Uh, cuối cùng uh, thứ ba đó là phần trái phiếu doanh nghiệp anh Long. Cái lớp tài sản thứ ba đó là trái phiếu doanh nghiệp. Uh, lớp thứ tư đó chính là cổ phiếu và chúng ta có cái lớp uh, thứ năm đó chính là lớp bất động sản. Đây là cái năm uh, cái lớp tài sản truyền thống và sở dĩ chúng ta chia ra năm lớp tài sản này tại vì nó sẽ có cái sự biến động giá khác nhau khi những cái vấn đề rủi ro thị trường uh, xảy ra. Uh, tôi rất là kỳ lạ là có một số bạn hỏi tôi là từ uh, trong năm vừa rồi và anh Tuấn ơi, em uh, mua toàn cổ phiếu cái loại blue chip mà rất là ổn nhưng năm vừa rồi vẫn lỗ anh ạ tại vì uh, thông thường thì chúng ta hay nhìn về vào các cái yếu tố rủi ro uh, riêng lẻ nhiều hơn là rủi ro thị trường và chúng ta chỉ có thể khử cái rủi ro thị trường thông qua cái việc có một cái danh mục đầu tư và phải có sự luân chuyển giữa các lớp tài sản và một cái lớp tài sản cuối cùng mà tôi muốn nói đến đó là một cái lớp tài sản số uh, bao gồm uh, các cái um, uh, cryptocurrency hoặc các NFT thì tất nhiên cái lớp tài sản số này ở Việt Nam vẫn có những cái vấn đề về pháp lý uh, tuy nhiên thì trong cái danh mục đầu tư thì tôi biết rằng là đa số các bạn đặc biệt là các bạn trẻ cũng có những cái tài sản này anh không Vâng, cảm ơn anh Tuấn đã giải thích với như vậy thì tôi có thể uh, hiểu lại là chúng ta có 5 lớp tài sản cơ bản là tiền này vàng này và vâng. uh, trái phiếu doanh nghiệp này cổ phiếu vâng. và bất động sản vâng. bây giờ cộng thêm cái tài sản số nữa vâng. à. Thực ra thì cái chương trình này chúng tôi sẽ giúp để chuẩn bị cho chương trình đầu tư gì năm 2023 để ít nhất mọi người có thể hình dung được là chúng ta có khái niệm rất quan trọng đó là lớp tài sản à, và chúng ta đầu tư thì chúng ta việc đầu tiên cần cân nhắc đó là đầu tư vào các lớp tài sản Thế thì cũng để chuẩn bị chương trình đầu tư gì Năm 2023 thì mọi người có thể lên trên nhóm Facebook là Cộng đồng Cố vấn Tài chính Việt Nam Vietnam Wealth Advisor VWA Thế thì Ở trên đó anh Minh Tuấn đã Đưa ra một cái cuộc bình chọn Ở đây Gồm có Chúng ta thấy ở đây là có là đủ 6 lớp tài sản, tiền gửi ngân hàng này, vàng vật chất này, trái phiếu doanh nghiệp này, cổ phiếu niêm yết này, bất động sản và tài sản số, Đấy, và chúng ta có thể đưa ra cái lựa chọn của mình à, để làm sao mà chúng ta có à, có một cái bức tranh ừ. xem là cái khẩu vị của à, chúng ta khi mà bước sang năm 2023 này trong đầu tư là như thế nào và một cái điều quan trọng nữa à, trong chương trình này đó là sẽ, chương trình này ngày hôm nay sẽ cho phép là chúng ta sẽ đặt câu hỏi, các bạn sẽ đặt câu hỏi trực tiếp uh, để chúng tôi có thể tổng hợp và uh, trả lời uh, những cái câu hỏi được chọn ở trong cái mục uh, hỏi và đáp trong à. chương trình đầu tư gì năm 2023 sắp tới thì các bạn vui lòng uh, comment ở trong clip này giúp tôi uh, và các bạn cũng đừng quên là vào uh, cộng đồng cố vấn tài chính Việt Nam, Việt Nam Wealth Advisor VWA à, để mà chúng ta có thể à, thực hiện cái bình chọn này vâng. à, Thế ngoài ra thì anh Tuấn cũng sẽ có thêm nhiều bình chọn nữa Từ vâng. nay cho đến thứ 6 vâng. à. Chắc là chúng ta sẽ đi từng phần một anh Long Đầu tiên là chúng ta sẽ bình chọn các lớp tài sản Và nếu được thì các bạn sẽ giúp mình là trong 6 lớp tài sản như vậy à, Nếu bạn danh mục là 100% tiền Thì chúng ta sẽ phân bổ các lớp tài sản như thế nào à, Ví dụ như là bạn là một cái người mà có khẩu vị rủi ro tăng trưởng hoặc là tăng trưởng mạnh thì có thể rằng là lớp cổ phiếu của bạn năm nay sẽ là bao nhiêu phần trăm, chúng ta cũng có thể chia sẻ. Và chúng ta hãy xem một cái vấn đề quan trọng trong đầu tư đó là vấn đề tâm lý thị trường, chúng ta hãy xem người khác nghĩ gì, quan điểm của người khác thế nào về các cái rủi ro thị trường ở trong năm tới. Đấy là cái điểm đầu tiên. Thế còn những cái cuộc bình chọn tiếp theo của tôi thì sẽ đi sâu vào từng lớp tài sản. Chắc ở đây đa tôi đang nhìn thấy rằng là cái lớp cổ phiếu niêm yết đang chiếm đa số đúng không anh Long? Dạ. Yeah. Vâng thì chắc chắn là trong cổ phiếu niêm yết thì chúng ta sẽ có rất là nhiều có thứ nhất là các cái ngành khác nhau. À, thứ hai là các cái um gọi là blue chip hay là các cái mid cap hay là penny tức là cái quy mô của doanh nghiệp và cũng như là chúng ta xem các cái sản phẩm. tại vì tôi đang thấy một cái hiện tượng rất là lạ là mọi người cứ nghĩ là mua cổ phiếu niêm yết là chỉ có mua từng cái mã cổ phiếu thôi chứ không có những cái sản phẩm như là etf hay là chứng chỉ quỹ thì chắc chắn là tôi cũng sẽ đưa vào bình chọn trong cái phần cổ phiếu niêm yết để mọi người có thể chia sẻ cái quan điểm của mình. À, ở đây có một cái điểm nữa mà đến thời điểm này cái cuộc bình chọn này cũng khá là mới thôi. Đó là tiền gửi ngân hàng thì lại đứng thứ hai anh Tuấn Tức vâng. <laughs> là cuộc sống của người dân vẫn còn cảm thấy là mình phải có gì đó Đỡ phải lo nghĩ vâng. Gửi tiền cho ngân hàng cho nó đơn giản đúng không Rồi chúng ta sẽ Có kết quả và chúng tôi sẽ tổng hợp lại trong chương trình Đầu tư gì năm 2023 và tất nhiên rằng là với những cái bình luận chuyên sâu Và chúng ta cũng sẽ nhìn một cách rất là chi tiết vào từng lớp tài sản ở trong chương trình đầu tư gì năm 2023 Và dự kiến Sẽ phát vào tối thứ bảy tuần này và à. xin mời các bạn đón xem và đừng quên hãy để câu hỏi cho chương trình đầu tư gì đó bằng cách là comment ở dưới clip này hãy nhớ nhấn vào nút like và hãy đăng ký kênh của chúng tôi xin hẹn gặp lại tìm hiểu thêm thông tin tại afa.edu.vn hoặc hotline 094 238 6611